Đây là trung tâm Ủy ban nhân dân xã Chiến Thắng. Hôm nay hội vắng quá. Có anh trai tận Hòa Cư Cao Lộc đã đến đây rồi này. Áo đẹp quá. Đấy. Hai anh liền. Đây này có các anh đang đứng hát đây này, các anh chị đang hát đây này. Các chị gái trẻ quá. Gái miền Nam đây. Gái miền Nam à anh? Đây á? Đây á? Giang Vàng là gái miền Nam đây. Chị Giang Vàng kia là gái miền Nam á? Đây mà. Sao các chị đeo khẩu trang hát à? Nó sống xỉ lối đấy tô là vui. Gái càng vui. Hai chị kia là đâu ạ? Ủa nó xám xí hai. Nó ta nó đó ta ơi. Có một chị là một chị là gái miền Nam này. Chị kia không không hát à? Và đi. Chị miền Nam hát đi. Chị miền Nam hát đi bây giờ. Chị miền Nam á. Biết mà. Thấy răng vàng là biết rồi. Đấy, thế cái răng đen nào là đấy, vả tiếp nè. Hả? Lại vả tiếp. Các chị chưa vả, các anh lại vả tiếp. Tí hát đi không tí các anh ấy giận đấy. Giận đấy. Không biết hát hay gì. Anh cố được bay ngâm một tận khay hàng mà mình sâu sừng. Đấy hai chị một khẩu, chị kia bỏ khẩu trang lên rồi hát rồi chuẩn bị hát rồi. Vẫn chưa tiếp lời. Các chị vẫn chưa tiếp lời à? Bắt đầu đấy. 2 3 nào. Không biết hát được bài vàng gì đâu. Đấy, bắt đầu rồi. Vâng. Thế hát. Quay một câu này thôi. Đang tập phải không? Trong này đông nhỉ. Ấy, thành rồi đấy. Ok, bây giờ ông trai lầu đứng mình, các chị mới đi. Chị gái xinh thế. Xinh chị ở đâu đấy?
Chị ở tận đâu? Trong Nam. Trong Nam à? Thế chị hát đi. Thế chị hát đi. Hát hai người thì được. Thế tí chị hát không? Không à? Thế à? Chia cho cầm cho em một em cái chân này. Cầm nhìn thấy cái này nhé. Em đi lấy cái chân 2 phút để cầm như thế được. Em đi lấy cái chân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái
kênh em là Tiên Sinh TV nhá. Tiên Sinh rất tham thêm vào đời. Ai nhà mãi lũ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nô đà sa ba na Video này sẽ dừng tại đây. Mời Pì Nọ đón xem các anh chị hát tiếp ở video lần sau nhé. Xin tạm biệt Pì Nọ.